trò chơi này có tên là người mập mang vớ. Trò chơi khuấy động người mập mang vớ. Mỗi thành viên của 7 nụ cười xuân sẽ mặc đồ mascot người mập. Trong 3 lượt thi đấu, họ sẽ phải tranh giành nhau và tìm kiếm được một đôi vớ cùng màu tự mình mang vào chân, đi qua cánh cửa hàng rào và chạy về đích. Ở mỗi vòng, 3 thành viên về đích trước sẽ kết thúc vòng thi đấu đó. Đội chiến thắng 2 trên 3 vòng sẽ ghi được 1 điểm. Đội thua cuộc sẽ gánh chịu hình phạt cay đắng như thường lệ. Bây giờ tôi sẽ đi thử. Cái này coi như là cái áo đi ha, cho nó bự bự xíu ha. Đó, gặp đối thủ đẩy ra. Đó, chui qua. Trời. Đó, xong, về. Ủa sao dễ quá trời, chơi dễ như vậy. Dễ quá anh Giang ơi. Quá đơn giản. Dạ, đơn giản đó. Bánh bèo phải làm gì vậy? Chui không lọt. Phải có kỹ thuật, hãy dùng sức đi. Bắt đầu. Rồi. Ủa bầu tôi hả? Trời ơi, đổi tôi hả? Đổi, đổi, không đổi đó. Không được rút tay vô nha bà giả. Trời ơi, ngập cái gì ngập? Kéo qua cho, kéo vô trong cho. Rồi. Bà giỡn quá bà ơi. Đem mày vô đây nè, cái chân bà con lên. Bà chịu con lên được anh. Ủa gì vậy vậy? Sợ lên chị không? Đâu, có chị đâu? Tôi chân đây. Tôi chân đây. Chụp cái chân, chụp cái chân tiếng lượng đây. Rồi đâu đây. Nhắn chịu không đi lại được. Mẹ lắm đâu đây, đâu đây. Quá luôn, chạy luôn. Như vậy là hiện tại đội Harry là thắng ở vòng đầu tiên. Wow. Bây giờ là lượt thứ hai, nếu đội của chúng ta là đội màu vàng mà thắng nữa là coi như là đội kia thua luôn. Đúng. Làm được cái bị phạt luôn. Chính xác. Anh chỉ cho em nè. Dạ. Em đứng gần Ngọc đi, Ngọc yếu là em đẩy cái nó té liền hả? Và bây giờ lượt thứ hai bắt đầu. Như vậy là chiến thuật rất rõ ràng. Đời của Thúy Vinh chơi cái chiêu là Thúy Ngân làm chốt thí. Đội bên kia tào lao, Vinh về trước. Sau đó đợi chờ cơ hội cho Harry Won lọt về. Mà trên đường về Harry Won là bị cản trở bởi bánh bèo Lan Ngọc. Quá.
Chụp lại, chụp chính lại nghe. Chụp chính lại cái Ngọc. Trời ơi, bà Ngọc. Được rồi quá nguy hiểm, còn Lâm Vĩ Dạ. Ủa hồi nãy giờ không thấy mặt. Nãy giờ trong này ấm quá em ngủ quên. Ủa mọi người đang làm gì vậy? Ủa thắng nữa hả? Ở trò chơi này đội của Trương Thí Vinh, Thúy Ngân và Hải Quân thắng hai lượt là thắng luôn. Xin chúc mừng. Giỏi quá. Bây giờ hình phạt dành cho đội màu hồng. Xin mời. Sao dạo này thua hoài vậy? Từ ngày có tại chị với là anh Luật đó nhìn em hả? Ok. Bịt mắt vô. Thật là đau lòng. Đây là một món ăn mà nhiều người thích, rất bổ dưỡng, cũng như những món ăn mà những số vừa qua chúng ta đã trải qua. Đây là món ăn mà Trương Gia cũng rất là thích. Anh thích luôn anh? Yes, you like too. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Che dở, còn bây giờ cái này dở lắm, họ mới khen ngon. Đúng rồi. Ôi, chị ơi, mắc ấm quá hả? Sáng nay đồn, Ngọc uống rượu vang dữ lắm mà. Nhưng mà em uống rượu vang, em không có ăn chung với cái gì vậy? Chưa từng. Vậy là không phải người uống rượu vang xình điệu rồi, đúng không Harry? Dạ. Thôi, không ăn cái này đâu. Thôi, cái mắt cũng chết rồi. Chết rồi. Chết tôi rồi, tôi bụng dạ, tôi yếu lắm. Hello. Ta rồi đúng quá mày. Thiếu lực hai đi nào. Rất nhiều em chưa ăn cái này bao giờ hả? Một loại phô mai rất là ngon mà. Trời ơi, nãy giờ tôi Harry ăn quá trời luôn á. Trời cái này rất ngon. Ba cái cheese biết là ngon nhưng mà không thể nào mà ăn được. Em không ăn cheese được. Thôi thì cái phần thưởng này coi như các bạn không biết tận dụng. Thì thôi, để lát nữa tôi ăn tiếp. Bây giờ chúng ta đến một phần tiếp theo, bắt bóng trên không. Nhưng trước tiên chúng ta cùng nghỉ chơi làm trong giây lát. Trong trường hợp mình chụp mà cái miệng người ta bự quá là cái miệng mình lọt cho miệng người ta. Tối nay có gì gọi trước nha, để đóng cửa sớm không biết mở cửa được rồi. Cái lúc chương trình phát sóng nhớ là mờ mặt tôi lại nha.